1.600 tỷ đồng, đó là chi phí sẽ giảm nếu mà quản lý dân cư qua định danh cá nhân. Bộ Công an vừa công bố dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án luật cư trú sửa đổi để lấy ý kiến đóng góp trong 2 tháng. Trong các giải pháp để quản lý dân cư thì đáng chú ý có việc bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo tính toán sơ bộ thì việc quản lý dân cư thông qua số định danh cá nhân sẽ giúp giảm chi phí ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng mỗi năm từ việc không phải khai nhiều lần các thông tin cơ bản, thực hiện việc sao chụp hoặc thực hiện thủ tục hành chính, chứng thực bản sao từ bản chính, giấy tờ công dân như trước đây.